giá thuê giảm mạnh bất an vì tình hình dịch bệnh. Dù còn hợp đồng, nhiều chủ nhà trọ cho thuê ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn quyết định sang nhượng lại quyền kinh doanh. Theo khảo sát, hiện nay giá thuê và tỷ lệ lấp đầy của phân khúc nhà trọ cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh đã giảm rất nhiều so với thời điểm trước dịch. Các chủ nhà trọ đã phải thiết lập những mức giá thuê thấp hơn từ 10 đến 30% để có thể giữ chân khách thuê. Trong khi thừa thải căn hộ hạng sang, chủ yếu các nhà đầu tư thứ cấp mua đi bán lại kiếm lời, thì phân khúc căn hộ bình dân, nhà ở xã hội có nhu cầu mua để ở lại đang vô cùng khan hiếm tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng đầu năm đã ghi nhận tăng 161% số lượng nhà ở, trong đó phân khúc cao cấp tăng 122%, trung cấp tăng 294% nhưng lại không có dự án căn hộ bình dân. Định hướng giai đoạn 2021-2030, dự kiến thành phố sẽ phát triển khoảng 4 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội. Để đạt được mục tiêu này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đa dạng hóa các phương thức đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, chủ yếu sử dụng vốn ngoài ngân sách. Kết luận của Thanh tra Chính phủ ngày 30 tháng 6 công bố, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa có nhiều sai phạm vi phạm pháp luật trong việc giao đất sân bay Nha Trang cho công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn và các nhà đầu tư khác thực hiện 6 dự án BT. Trong đó có 3 dự án BT giao thông là dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang như dự án nút giao Ngọc Hội, dự án đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội được tỉnh Khánh Hòa giao cho công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư có nhiều vi phạm. Theo bấtđộngsản.com.vn, nhu cầu tìm kiếm của toàn thị trường giảm dần. Đất nền là phân khúc có lượt quan tâm giảm mạnh nhất gần 21%. Trong đó, các tỉnh có mức giảm mạnh nhất là Hải Phòng 34%, Bắc Ninh 29%, Đà Nẵng 21%. Những điểm nóng bất động sản ở khu vực phía Nam trong 3 tháng đầu năm như Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu cũng đều suy giảm. Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận điểm sáng đến từ phân khúc đất nhà vườn, trang trại, nghỉ dưỡng ven đô như Vân Canh, Ba Vì, Hòa Lạc, Sóc Sơn, Quốc Oai, Sơn Tây, Xuân Mai vẫn được nhiều người quan tâm tìm mua, giao dịch đều. Giá tiếp tục tăng nhẹ 2-7% so với 1-2 tháng trước. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố năm 2021. Theo kế hoạch, sẽ có 12 công viên mảng xanh được hoàn thành trong năm nay. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra danh mục tập trung ưu tiên đầu tư 75 công viên công cộng trải dài trên 10 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, đến nay đã có 978 khách sạn và 7 khu du lịch ở thành phố Đà Lạt dừng hoạt động. Hiện tại ở thành phố Đà Lạt chỉ còn một số khách sạn tầm trung và các khách sạn cao cấp trong khu du lịch Hồ Tuyền Lâm còn hoạt động, chủ yếu đón khách gia đình đến lưu trú từ 1 tuần đến 10 ngày. Nếu dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, dự báo khoảng 1 tuần nữa, tất cả các khách sạn, cơ sở lưu trú ở thành phố Đà Lạt phải đóng cửa hoàn toàn. Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Đầu tư nước ngoài Australia vừa công bố, đầu tư của Trung Quốc vào bất động sản nhà ở và thương mại tại quốc gia lớn nhất châu Đại Dương này tăng 16%, từ 6,1 tỷ đô la Mỹ lên 7,1 tỷ đô la Mỹ. Với giá trị đầu tư trên, Trung Quốc đã thăng hạng trở lại với vị trí là nguồn đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 trong lĩnh vực bất động sản, tính theo quốc gia vào Australia, sau Mỹ và Singapore. Theo số liệu đã được công bố của Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán nhà mới đã giảm 5,9% xuống mức đã được điều chỉnh theo mùa 769.000 căn trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với dự đoán 870.000 căn của các chuyên gia kinh tế trong cuộc khảo sát của hãng tin Reuters và là mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Đây là dấu hiệu cho thấy tác động của dịch Covid-19 đối với hoạt động mua bán nhà. City Group chuẩn bị cất nóc cùng lúc 3 dự án vào đầu tháng 8, bao gồm City Plaza Nguyên Hồng tọa lạc tại số 18 Nguyên Hồng, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư mong muốn thông qua dự án này, cư dân có thể nâng cao chất lượng sống bằng ngôn ngữ của nghệ thuật. City Plaza Minh Châu tọa lạc trên đường Lê Văn Sĩ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, mang đến phong cách hoài cổ, hứa hẹn là điểm dừng chân cho những tâm hồn yêu nghệ thuật. Diamond Square tọa lạc ở vị trí có hai mặt tiền đường trọng yếu tại phường Bồng Sơn, gồm Trần Hưng Đạo, Tăng Bạt Hổ, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định. Tọa lạc tại vị trí đắc địa liền kề biển An Bang, quần thể du lịch nghỉ dưỡng 5 sao Grand Mercure Hội An của chủ đầu tư Xuân Phú Hải đang trở thành điểm nóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Nằm trong top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, biển An Bang từ lâu đã thành điểm đến ưu chuộng của khách du lịch nhờ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ.
trong trẻo, khí hậu ôn hòa, bãi tắm thoải dài, cát trắng mịn và những đợt sóng bình yên sâu bờ. Đây là lợi thế rất lớn quyết định đến khả năng khai thác du lịch và tiềm năng sinh lời của Grand Mercure Hội An. Theo công văn mới đây nhất, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu lãnh đạo thành phố khắc phục, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ liên quan trong việc hàng loạt doanh nghiệp dính sai phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền sai phạm gần 2.200 tỷ đồng, nhà đất là trên 463.000 m2. Trong lĩnh vực khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp bị nêu tên, trong đó công ty cổ phần khu công nghiệp Tân Tạo bị chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến việc thực hiện quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình không đúng quy hoạch được duyệt. Đặc biệt ở các khu đất vàng, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra hàng loạt doanh nghiệp sai phạm liên quan đến quá trình góp vốn, chuyển nhượng cổ phần từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp khác, việc giao đất và xác định tiền sử dụng đất. Loạt dự án và các công ty liên quan như dự án cao ốc Madison của công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 làm chủ đầu tư, khu cao ốc văn phòng và khách sạn Le Meridien Sài Gòn do công ty cổ phần Tiến Phước và 990 làm chủ đầu tư, có nguồn gốc là đất quốc phòng an ninh. Về vấn đề này, doanh nhân trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh và được ông trao đổi quan điểm. Hiện nay các khu công nghiệp thì đại đa số các doanh nghiệp của nhà nước trực thuộc ủy ban á và làm là ở Thành phố Hồ Chí Minh là nhiều. Còn có tư nhân có, nhưng mà tư nhân thì người ta đi mua đất xong người ta xin chủ trương hoặc là ta xin chủ trương xong ta làm đền bù giải tỏa để ta làm. Nhưng mà cái đất khu công nghiệp hiện nay đó thì anh nghĩ là về tương lai là rất là tốt, tại vì họ chuẩn bị cho cái chuỗi cung ứng của Trung Quốc, họ chuyển qua đây, các nước họ chuyển qua Việt Nam mình thì nó rất là tốt, đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh thì cái điều đó là thuận lợi thôi. Còn cái chuyện mà thanh tra chính phủ vô thì thấy sai thì về nguyên tắc sai thì đơn vị đó phải khắc phục thôi. Còn cái chuyện khắc phục thì giữa chính phủ với lại đơn vị đó là ủy ban thành phố, các bên phải chung tay vô để hỗ trợ khắc phục sao cho hiệu quả nhất, nhà nước cũng tận thu thuế được có lợi mà doanh nghiệp cũng có lợi, chứ đừng gì có những diện tích nhỏ không đáng chỉ có 1-2% mà kéo dài cái dự án của ta ra thì ta sẽ lỗ và nhà nước thì cũng trả được lợi gì, đúng không? Mà dự án nó để đóng băng, nó ách tắc đó thì nó chỉ làm xấu đi nét đẹp chung của lĩnh vực cộng sản của các ngành, trong đó có văn sản khu công nghiệp. Vừa rồi đó có nghị định 148 đó, thì đấu thầu đấu giá hoặc là được nhà nước chỉ định cho thuê lại, nếu mà cái con số đó là nó quá bé thì tùy vào lãnh đạo địa phương và nhân phố họp hội đồng nhân dân để xin chủ trương thông qua thì cho thuê 50 năm cho những diện tích nhỏ đó để cho doanh nghiệp chủ đầu tư ta vẫn tiếp tục thực hiện dự án.